trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, nếu được cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình cùng sum họp trong một không gian ấm cúng, cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của thành phố Đà Lạt thì quả không còn gì tuyệt vời hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có gợi ý nào thú vị dành tặng đến quý vị khán giả hay không ạ, chị Thanh Hải? Vâng, dĩ nhiên là có thưa quý vị. Nghe qua Thúy Vy diễn tả thì Thanh Hải cũng đã cảm nhận được hết sự ấm áp và thú vị mà không gian phố núi sẽ đem đến cho chúng ta trong những dịp cuối tuần nếu như có một cái dịp nào đó sum họp cùng bạn bè và người thân. Và chắc chắn rồi, chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa điểm chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây nhé. Thanh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, mọi người rất thích những món nướng. Chính vì vậy mà những quán nướng mở ra khá là nhiều. Và ở thành phố Đà Lạt chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên mỗi một quán ăn thì đều có một đặc trưng riêng và những món ăn để có thể thu hút, níu chân thực khách khi đến với quán của mình. Và trong chương trình hôm nay thì Thanh mời quý vị và các bạn cùng Thanh ghé chân đến một trong những quán nướng cũng khá nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt chúng ta, đó là quán Ngói. Và chúng ta sẽ cùng khám phá không khí ở nơi đây cũng như là những món ăn đặc trưng tại quán Ngói các bạn nhé. Cảm nhận của bất cứ thực khách nào khi lần đầu tiên đặt chân đến quán ăn này chính là sự nhiệt tình thân thiện của nhân viên, cùng không khí rộn ràng với những điệu nhảy sôi động dường như góp phần xóa tan không khí lạnh của Đà Lạt những ngày vào đông. Được thành lập năm 2015, trải qua một năm hoạt động, nhóm bạn trẻ này cùng với tất cả nhân viên trong quán không chỉ rút ra được nhiều kinh nghiệm mà ngày càng có thêm những ý tưởng độc đáo để luôn mang đến cảm giác mới lạ cho bất cứ ai khi ghé chân đến Ngói. Bắt nguồn từ cái ý tưởng nào mà nhóm của mình đã quyết định mở cái quán Ngói này vậy Thế Nam? Cái Ngói này đến từ hai cuốn sách, đó là Triết Lý Chợ Cá và cuốn bài học từ chiếc xe rác. Và cả nhóm mong muốn là tạo một cái môi trường cực kỳ năng lượng để mọi người cùng chia sẻ năng lượng đó, và năng lượng sẽ được truyền ra và wake up mọi người dậy, để mọi người muốn được làm gì đó cho cuộc đời này hơn, thực hiện ước mơ của mình. Vậy thì hiện tại trên địa bàn thành phố Đà Lạt của chúng ta thì có rất là nhiều những cái quán nướng. Không biết là quán của mình thì có cái nét gì đặc biệt hơn so với những cái quán khác hay không? Một trong những cái mà quán luôn luôn mong mỏi là đưa được tới khách hàng, đó là đưa được cho khách hàng những cái món ăn ngon nhất, tuyệt vời nhất, nhưng mà thực phẩm sạch nhất. Ví dụ như tụi em luôn cố gắng lấy rau từ Cầu Đức Farm, đó là rau thủy canh, hoặc là những cái món nấm nướng rất là bổ cho sức khỏe và rất là ngon nữa, thì nấm của tụi em còn là nấm organic luôn. Chính vì ý tưởng và phương châm hoạt động như thế, nên Ngói không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động, nhộn nhịp, mà món ăn nơi đây cũng được đội ngũ nhà bếp chăm chút kỹ lưỡng. Từ nguyên liệu sau khi nhập về được sơ chế, bảo quản trong điều kiện tốt nhất để có thể chế biến được những món ăn, không chỉ đảm bảo về mùi vị mà còn khiến thực khách luôn suýt xoa vì cách trình bày hấp dẫn, bắt mắt. Thì món ăn thì cũng rất là ngon và vừa miệng với em, và chắc là sau này em mà lên thì chắc em sẽ ghé quán lại một lần nữa. Khi cuộc sống ngày càng phát triển, người ta ăn không chỉ để no mà còn muốn tìm thấy sự vui vẻ, thư thái để quên đi bộn bề của cuộc sống, để từ đó có thể nạp thêm năng lượng và chuẩn bị tinh thần hoàn tất mọi công việc trong cuộc sống này một cách tốt nhất. Nắm bắt được tâm lý ấy của khách kết hợp với sự năng động sáng tạo của những người trẻ, nên Khói luôn hy vọng sẽ phục vụ những khách hàng thân thiết của mình một cách tốt nhất. Mỗi con hươu một năm cho thu từ 0,5 đến 1 kg nhung. Hiện nay giá bán nhung hươu tại các trang trại dao động từ 20 đến 22 triệu đồng một ký. Nghề nuôi hươu lấy nhung này đã mang về cho gia đình anh Sinh nguồn thu nhập đáng kể.